Kính thưa quý vị, Giải Nhân quyền Việt Nam do Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam thành lập từ năm 2002 nhằm tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lý tưởng nhân quyền tại Việt Nam. Giải Nhân quyền Việt Nam còn nhằm bày tỏ sự liên đới của người Việt khắp nơi đối với những cá nhân và đoàn thể đã và đang dấn thân bảo vệ quyền làm người của người công dân Việt Nam. Thưa quý vị, ba nhà hoạt động vì nhân quyền dân chủ tại Việt Nam là cô Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần và Huỳnh Thục Vi vừa được trao giải thưởng năm nay của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Nhân dịp này, Gia Minh hỏi chuyện ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều phối của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam về việc trao giải đó. Trước hết, ông cho biết về quy trình tuyển chọn cho Giải Nhân quyền Việt Nam năm nay. Hàng năm cái việc tổ chức là như thế này, đủ khoảng tháng 7 thì Mạng lưới Nhân quyền có ra một thông báo để kêu gọi đồng bào gửi những cái đơn đề cử đó. Thì đồng bào ở trong như ngoài nước tham gia trong 3 tháng. Đến cuối tháng 9 thì chúng tôi có một cái ban tuyển chọn được thành lập. Ban tuyển chọn năm nay gồm có 15 người sống ở nhiều nơi trên thế giới và những người đó có một cái sự hiểu biết theo dõi về tình hình nhân quyền ở trong nước. Thì năm nay chúng tôi nhận được 24 cái đơn đề cử và trong đó có 8 đơn từ trong nước. Thì những đơn đề cử có những đơn do cá nhân đứng ra đề cử, có những đơn do các đoàn thể đề cử. Rồi có những cái đơn có nhiều người cùng đứng tên, chẳng hạn như cái đơn đề cử của Phạm Thanh Nghiên thì do khối 8406, rồi một trong những cái đơn đề cử của Huỳnh Thục Vi thì do năm cái nhà đấu tranh trong nước đứng ra đề cử, trong đó có anh Nguyễn Văn Đài, anh Nguyễn Bắc Truyền, rồi anh Yêu Gia Bảo Cử, anh Hà Sĩ Phu, anh Trần Mạnh Hảo đứng đề cử. Thì nói tóm lại thì chúng tôi nhận được năm nay có 24 đơn đề cử, 13 đơn vị. Nghĩa là trong đó có những tổ chức được đề cử nữa, thì chúng tôi có 13 sự lựa chọn và chúng tôi đã lựa chọn được 3 cái ứng viên xuất sắc nhất, đó là 3 người phụ nữ. Một cách ngẫu nhiên nhưng không phải là vì chúng tôi cố ý chọn phụ nữ đâu, thiệt em. Thưa ông, Mạng lưới Nhân quyền thành lập cái giải nhân quyền này đã được 10 năm rồi và qua thời gian vừa rồi thì bao giờ những người mà được trao giải thì cũng gặp những cái trở ngại ở trong nước. Vậy thì Mạng lưới Nhân quyền đưa ra những cái lập luận gì khi mà phía nhà cầm quyền Hà Nội họ cho rằng những cái người đó có làm những cái hành động mà chống phá lại Việt Nam, thưa ông ạ? Cái đó thì là một điều bình thường với anh, bởi vì rằng là những cái nhà đấu tranh ở trong nước bây giờ sợ gì họ đấu tranh, bởi vì họ không chấp nhận cái đường lối về cái cách thức cai trị chà đạp quyền làm người. Cho nên vì vậy mà nếu như chúng tôi chọn người xuất sắc trong cái công tác đó thì dĩ nhiên là nhà nước không bằng lòng thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta không ngoài này có quyền nêu những tấm gương để cho những cái thế hệ tiếp theo, như là những cái thế hệ trẻ để coi đó bắt chước, để mà làm sao đấu tranh cho người mình có một cái đời sống xứng đáng với cái phẩm giá của mình. Vậy thì qua cái thời gian vừa rồi thì Mạng lưới Nhân quyền nhận thấy rằng là cái tác động của cái việc mà trao giải thưởng như vậy ra sao ạ? Cái này thì thật là khó, bởi vì nó không phải những con số để mình đếm được. Tuy nhiên qua cái sự báo cáo của một số anh em mà chúng tôi có liên lạc từ trong nước, thì đối với trong nước thì anh em rất là phấn khởi, nhất là những gia đình, những cái người mà nhận được cái giải nhân quyền hàng năm thì họ lên tinh thần đó anh ạ. Họ có cảm thấy rằng là cái sự hy sinh của họ đã được thừa nhận, và đối với những người khác thì họ cũng cảm thấy đó là một cái an ủi cho những cái nhà đấu tranh đã hy sinh, ngay cả đối với nhiều người đã hy sinh cả cái sức khỏe, mạng sống, tiền bạc, cuộc sống gia đình để mà dấn thân vào con đường đấu tranh. Vậy thì để có thể tiếp tục hỗ trợ cho những con người mà đang dấn thân vào những cái con đường đấu tranh để đòi hỏi những cái quyền con người như vậy ở ngay tại Việt Nam, thì Mạng lưới Nhân quyền tiếp tục sẽ có những cái hoạt động như thế nào, thưa ông ạ? Mạng lưới Nhân quyền hoạt động trong 3 lĩnh vực. Cái lĩnh vực mà yểm trợ những nhà đấu tranh trong nước là một, còn 2 cái lĩnh vực khác là lĩnh vực giáo dục, tuy nhiên là làm sao cho người dân ý thức được cái quyền mà mình được hưởng làm quyền tự nhiên. Rồi cái lĩnh vực thứ hai là vận động quốc tế. Riêng lĩnh vực hỗ trợ các nhà đấu tranh trong nước thì chúng tôi có những cái phần thưởng, chẳng hạn như là về vật tinh thần như là giải nhân quyền, rồi chúng tôi có những cái món quà Tết hàng năm, rồi những cái sự giúp đỡ về tài chính, thuốc men
khi mà gia đình họ gặp cái túng thiếu và trong hoàn cảnh cần phải giúp đỡ. Dạ thưa anh, đó là những cái công tác mà mạng lưới nhân quyền sẽ làm để mà giúp đỡ những người nghèo đói trong nước. Chúng tôi cũng có hỏi đến là cái hiệu quả đó, thì như ông có nói là có cái một cái hoạt động là cái mảng mà giáo dục nâng cao cái nhận thức về cái quyền con người đó. Vậy thì đến nay thì ông thấy rằng là cái công tác này nó có những cái thuận lợi và trở ngại ra sao không ạ? Thì cái này tôi thấy rằng là rất là thuận lợi, nhất là với cái những cái phương tiện truyền thông hiện nay đấy, thì vấn đề nhà nước mà bưng bít thông tin rất là khó khăn. Thì chúng tôi truyền tải những tin tức, những tài liệu, chẳng hạn như mạng lưới nhân quyền cũng đã trong thời gian 15 năm sinh hoạt đã có dịch ra những cái tài liệu căn bản như là bộ luật quốc tế nhân quyền. Thì nhờ vậy mà, và nhất là những cái truyền tải những cái bài bình luận, những cái tin tức về những cái sinh hoạt ở trên thế giới trong vấn đề đấu tranh quyền làm người, nhất là giới trẻ trong nước đó, họ ý thức được. Và tôi nghĩ rằng là với cái đà này thì nhà nước không thể nào bưng bít được trước sau gì vấn đề mà xây dựng một cái tương lai mà trong đó quyền làm người được thừa nhận và bảo đảm có thể thực hiện ở Việt Nam. Vâng, và cái việc phối hợp với các cái tổ chức khác cũng như là trình bày các cái vấn đề đối với các cái tổ chức mà chuyên lo về nhân quyền trên quốc tế thì ra sao ạ? Đó là một cái lĩnh vực mà tôi vừa trình bày với anh, tất nhiên là vấn đề quốc tế vấn đó. Thì chúng tôi có hai cái đối tượng là các cái tổ chức phi chính phủ và các cái chính khách và các chính quyền. Thì trong thời gian này chúng tôi tập chú vào những cái tổ chức phi chính phủ, bởi vì rằng là chúng tôi nhận định rằng là trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay đó, cái vấn đề mà dùng nhân quyền như là một cái sức mạnh, là một cái áp lực trong vấn đề ngoại giao rất là khó khăn đối với các chính phủ. Vì như anh biết rằng là ít có nhà nước nào hiện nay coi cái vấn đề nhân quyền như là một cái sức lực chính của đội ngoại giao, cho nên tôi quay lại đối với những tổ chức phi chính phủ như là Human Rights Watch, như là tổ chức ánh sáng quốc tế, những tổ chức mà chúng tôi có liên lạc đấy. Thì cho đến nay thì mạng lưới nhân quyền đã thiết lập những cái liên lạc rất là chặt chẽ với các tổ chức đó. Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Bá Tung đã có những thông tin và những cái chia sẻ về những cái hoạt động mới nhất. Thông cáo báo chí của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam hôm ngày 2 tháng 11 nêu rõ, Giải Nhân quyền Việt Nam do Mạng lưới Nhân quyền thành lập vào năm 2002 và được tổ chức hàng năm nhằm tuyên dương thành tích đấu tranh bất bạo động của những người đã chấp nhận hy sinh, kể cả mạng sống của chính mình, cho lý tưởng nhân quyền và dân quyền của nhân dân Việt Nam. Hai trong số ba người được giải năm nay đều trải qua nhà tù của nhà cầm quyền Việt Nam, đó là cô Phạm Thanh Nghiên chịu án 4 năm tù giam và mới mãn hạn tù hồi tháng 9 năm nay, còn cô Tạ Phong Tần, chủ trang blog Sự Thật và Công Lý, thì hiện đang thụ án 10 năm tù giam. Cả hai đều bị truy tố về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bản thân cô Phạm Thanh Nghiên bày tỏ những suy nghĩ khi nhận được thông tin Mạng lưới Nhân quyền chọn cô là một trong ba người để trao giải năm nay. Quả thật là khi mà được biết rằng tôi là một trong ba người mà đều là phụ nữ cả ở Việt Nam được nhận cái giải thưởng của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam thì bản thân tôi rất là vui mừng và bất ngờ nữa, bởi vì tôi nghĩ rằng những cái gì mà tôi đóng góp cho nhân quyền Việt Nam quả thật là còn rất là ít ỏi, nhỏ bé, và rất là nhiều người đã còn xứng đáng hơn tôi. Cho nên là tôi bất ngờ, rất là bất ngờ về cái điều đó. Cũng xin chia sẻ thêm một chút là ngoài cái việc vui mừng ấy, tôi cũng rất là cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì như chúng ta biết, ba gương mặt được giải năm nay đều là phụ nữ. Tôi thì là một cựu tù nhân lương tâm, là không biết là có trở lại lần nữa cái nhiệm sở bất đắc dĩ đấy không. Đấy còn là một cái việc ở phía trước. Còn chị Tạ Phong Tần, khi tôi nghĩ đến Tạ Phong Tần thì quả thật là tôi cũng rất là cảm động, rất là xúc động. Và tôi cũng xin chúc mừng tới chị Tạ Phong Tần và chúc mừng tới Huỳnh Thục Vy, là hai người phụ nữ cùng với tôi được cái giải thưởng này. Và tôi quả thật là rất là chạnh lòng khi nghĩ đến Tạ Phong Tần đang ở trong chốn lao tù. Và những cái gì mà tôi đã trải qua rồi, những cái thứ đấy thật là khủng khiếp và là một những cái trải nghiệm mà không phải ai cũng muốn bước qua và có thể bước qua được. Và tôi rất là cảm động khi nghĩ đến Tạ Phong Tần cùng với cái giải thưởng nhân quyền năm nay. Người thứ ba nhận được giải là cô Huỳnh Thục Vy, một cây bút trẻ trong nước. Cô từng bị công an sách nhiễu bởi tham gia biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam.
cô được một số nhà đấu tranh trong nước đề cử vào danh sách những ứng viên cho giải thưởng nhân quyền năm nay. Một trong những người đó là luật sư Nguyễn Văn Đài, và ông cho biết lý do đề cử Huỳnh Thục Vy. Thứ nhất là xuất phát từ cái việc là chúng ta thấy là cái gia đình chị Huỳnh Thục Vy thì là một cái gia đình rất là đặc biệt. Ở Việt Nam mà chúng ta thấy là hầu như không có cái gia đình nào mà có đến hai thế hệ và rất nhiều thành viên trong gia đình cùng tham gia viết bài về tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, hay là có tinh thần đấu tranh rất là gan dạ dũng cảm, mặc dù trước cái sức ép của chính quyền địa phương đấy, nhưng mà họ vẫn không có nào đúng tinh thần, và họ giữ được rất là vững cái tinh thần cũng như là khí tiết của cái người đấu tranh nhân quyền Việt Nam. Thì bản thân mình cô Thục Vy so với người khác ấy, thì chưa có đủ đầy đủ mọi yếu tố để được nhận giải thưởng, thế nhưng mà nếu tính cộng cả gia đình lại thì gia đình họ xứng đáng được nhận một cái giải thưởng như thế. Thì bản thân Thục Vy cũng đại diện cho cá nhân và đồng thời cũng đại diện cho cả một gia đình. Bởi vì lý do như vậy nên là tôi cùng với một số anh em đã viết thư đề cử Huỳnh Thục Vy lên mạng lưới Việt Nam để được nhận cái giải thưởng nhân quyền năm 2012 ạ. Cả ba người phụ nữ được trao giải nhân quyền năm nay của mạng lưới nhân quyền Việt Nam từng chịu sách nhiễu từ phía cơ quan chức năng Việt Nam bởi những hành động công khai đấu tranh cho những quyền căn bản của con người, cũng như lên tiếng về việc đất nước bị phía Trung Quốc xâm lấn. Nay khi họ nhận được một giải thưởng từ một tổ chức như mạng lưới nhân quyền từ nước ngoài trao, chắc hẳn họ sẽ phải chịu ghi thêm một nét đen từ phía nhà cầm quyền Việt Nam. Tuy nhiên, đối với cô Phạm Thanh Nghiên, người vừa rời khỏi nhà tù sau 4 năm thì những trở ngại dự báo trước đối với cô không là một vấn đề lớn, cô cho biết. Tôi không thấy trở ngại gì về cái vấn đề nhà cầm quyền sẽ đối xử với tôi như thế nào sau khi mà tôi được nhận cái giải thưởng này. Tôi không có khái niệm đấy. Vâng, và tôi chỉ có khái niệm là tôi rất là vui mừng, cảm thấy chưa xứng đáng lắm nhưng đã được sự yêu mến để được nhận cái giải này và cũng rất là xúc động trong lúc này. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù nhân lương tâm thì có chia sẻ kinh nghiệm và nhận định của bản thân về ứng xử từ phía nhà cầm quyền đối với những nhà đấu tranh trong nước như sau. Những năm trước thì những người mà khi được mạng lưới nhân quyền Việt Nam trao giải thưởng hoặc là các cái tổ chức quốc tế khác như là Human Rights Watch trao thưởng đó thì cũng gặp rất nhiều những cái áp lực, những cái sự sách nhiễu từ phía chính quyền. Nhưng mà tôi thấy rằng là những năm, một hai năm trở lại đây thì cái việc đó cũng đã giảm bớt. Cho nên là cái việc trao giải thưởng thì nó là một cái vinh dự rất là lớn cho cá nhân cũng như là gia đình. Nhưng đồng thời họ cũng phải chịu đôi chút áp lực. Nếu họ vượt qua được điều đó thì họ cũng mới là cái người thực sự để xứng đáng cho cái việc trước khi được trao giải cũng như là việc sau khi được trao giải. Và việc đó cũng là cổ vũ tinh thần cho những người tiếp theo để họ có cái nỗ lực phấn đấu hay là đấu tranh cho cái nhân quyền ở Việt Nam. Trong thời gian gần đây, Tòa án Việt Nam đưa một số nhà đấu tranh ra xử và tuyên những bản án được cho là nặng đối với những người đó, như blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải 12 năm tù giam, blogger Sự Thật và Công Lý Tạ Phong Tần 10 năm tù giam, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình 6 năm tù giam, nhạc sĩ Việt Khang 4 năm tù giam. Giới quan sát cho rằng những bản án nặng đó là sự răn đe đối với những người dám công khai, nêu ra những sai trái của nhà cầm quyền trong nhiều vấn đề, nhất là hoạt động bảo vệ chủ quyền đất nước, không thực tâm chống tham nhũng. Tuy nhiên, đối với những người như cô Phạm Thanh Nghiên thì các bản án đó lại có tác dụng ngược như phát biểu của cô sau đây. Bản thân tôi cũng vậy, luôn luôn kiên định một cái điều rằng là bộ đấu tranh bất bạo động, và chúng tôi dùng chính cái trách nhiệm, cái lương tâm của chúng tôi, và tôi cũng không xấu hổ khi nói rằng những người mà đấu tranh vì nhân quyền, vì công bằng, tự do, dân chủ là những người rất là dũng cảm, là những người có khí phách. Bởi vì phải có khí phách, là khí phách tức là chúng ta đi làm những cái việc chính nghĩa, việc mà chúng ta cho là phải mà không sợ bị cường quyền đàn áp. Vâng, và tôi cũng kiên định với những cái mục tiêu mà tôi đã chọn ngay từ thuở ban đầu. Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng cho biết hướng tới của những người dám dấn thân cho công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Một trong những nỗ lực của chúng ta là làm sao để phổ biến được cái kiến thức của nhân quyền đến tất cả mọi người dân, đặc biệt là từng lớp thế hệ trẻ. Xin phép được nhắc lại, cô Phạm Thanh Nghiên và Tạ Phong Tần từng được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải Helman Hammett.